Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Mà như anh em thấy hôm nay thì mình về được một cái thùng mỹ phẩm anh em ạ. Toàn là hàng cao cấp thôi anh em nhé. Toàn đến từ những thương hiệu lớn như Dior này, toàn những con hàng gọi là mới tinh cho qua sử dụng anh em nhé. Và tiếp đến là một vài món đồ nhỏ, một vài bộ dàn mini cũng đều sẽ là những cái bộ dàn rất là ngon ở trên thị trường anh em nhé. Và bây giờ sẽ bắt đầu vào sản phẩm luôn để gửi đến anh em. Thì xin thưa với anh em, hôm nay những món đồ nhỏ thì nó sẽ có một ít thôi anh em nhé, không có quá nhiều đâu. Anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933321983 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Rồi, đi vào những sản phẩm nhỏ thì xin lỗi anh em, về được mấy cái loại gọi là cáp 3.5 AV anh em nhé, phục vụ anh em kết nối điện thoại với cả những cái thiết bị âm thanh, ví dụ như kết nối với bộ dàn hoặc kết nối với cả những cái đồ âm thanh ở nhà anh em mình đang sử dụng. Thì con này nó sẽ có một đầu là 3.5 này, mạ vàng tất này, và hai đầu bông sen anh em nhá. Hai đầu bông sen, và cái rắc này thì cắm vào tivi khá là tiện, tại vì nó có cái rắc là rắc chữ L anh em nhá. Nó sẽ không bị kịch tường khi em cắm vào tivi đâu, ví dụ những cái tivi nó sát tường ấy thì không bị kịch tường. Đấy, khá là hay đúng không? Hoặc là cắm những bộ dàn mà anh em kích vào trong tường rồi thì em cắm sẽ không tốn diện tích của bộ dàn nữa. Thì giá hiện tại của một sợi này thì mình đang để cho anh em là 100.000 anh em nhé. Sợi này thì theo cái kiện hàng từ châu Âu nó về, và cái trên thân dây thì không thấy ghi thương hiệu gì anh em nhé, nhưng mà các cái lớp mạ nó mình nhìn thì khá là xịn anh em ạ, khá là xịn và ngon. Đấy, có hai sợi, mỗi sợi 100.000. Và tiếp đến đây thì lại một sợi cũng từ kênh châu Âu về, thì con này chính là cái sợi Belkin anh em nhé. Sợi này quá quen thuộc với anh em rồi đúng không, cái phần rắc của nó mạ vàng này và cắm vào cực kỳ chắc anh em ạ, rắc này rất chắc luôn anh em nhé. Một đầu sẽ là 3.5. Đấy, dây này sẽ dài được khoảng tầm 1m8 anh em nhé. Mấy con dây ngắn này cũng thế, cũng phải được tầm 1m5 đến 1m8 này. Con này thì được 1m8 mình đo rồi này. Belkin này. Đấy, logo được dập chìm tất cả mọi nơi ở trên dây. Nghe chưa? Và hiện tại dây này mình vẫn đang để cho anh em giá siêu tốt luôn, 280.000 anh em nhé. 280.000 cho sợi chuẩn châu Âu của thằng Belkin này. Nghe chưa? Dây Belkin là dây của Đức anh em nhé. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là tai nghe anh em nhé. Và có mấy con tai nghe lên Lenovo, và hôm nay mình sẽ cho anh em một cái giá rất là tốt. Đầu tiên là con tai Lenovo này. Con này xin thưa với anh em, con này thì của Austin nó anh em nhìn đây. Đấy, của Austin nó khá là dính, hút dính anh em nhé. Toàn bộ kim loại tất này đúng không? Phần thân dây này, pin này được 8 tiếng anh em nhé. Pin được 8 tiếng, khá là bền. Đấy, chân sạc thì con này sử dụng chân sạc là chân sạc micro USB. Phú cảm anh em mới quay cái chân sạc là chân sạc micro USB anh em nhé. Nói chung nó kết nối khá là ngon, chỉ có mỗi vấn đề là một bên nó bị tịt mất một bên tai rồi anh em ạ, tịt mất một vế bên tai anh em nhé, anh em chỉ nghe được một bên thôi. Nên là con này mình xin phép thanh lý cho anh em, giá vừa bán vừa cho là 50.000 anh em nhé. 50.000 để phục vụ anh em giả sử đi đường, đi xe máy thứ anh em nghe thì con này khá là ok này. Đấy, hoặc đi chạy đi trước mình nghe chỉ mang tính chất đàm thoại thôi, chứ còn là nghe nhạc thì phải có sitte nghe nó mới ok, chứ còn nghe mono này thì nghe nó sẽ không được hay anh em nhé. Đấy, 50.000 anh em nhé. Tiếp đến đây, hoặc là anh em nào về mà có cái chính sách về sửa thì cũng được, sửa chữa về tùy anh em muốn làm gì làm. Đây cũng là một tai nghe Lenovo này, con này thì con này là ngon anh em nhé, con này là hàng mới tinh anh em ạ, hàng mới tinh, cũng sử dụng chân sạc micro USB anh em nhé, cũng sử dụng chân sạc micro USB. Chất âm của này thì nghe tạp nham đủ thể loại được, khá là giống JVC anh em nhìn. Đấy, đúng không, của Hausen đây, cũng nam châm hít anh em nhé, nam châm hít. Chất âm thì tạp nham đủ thể loại, chất bát vừa phải mà giải mid cũng khá là ok. Con này thì nói chung nó là một trong số những con dòng giá bình dân mà chất âm mình đánh giá khá là tốt rồi anh em nhé. Giá hiện tại là 300.000 anh em ạ, 300.000 con tai này anh em nhé. Cái cuộn dây cuốn cổ nó khá là chắc chắn đấy này, pin được khoảng tầm 6 đến 8 tiếng anh em nhé, rất là bền. Con cuối cùng này, con này hôm trước là còn sót lại cuối cùng ngày hôm trước này. Con này xin thưa với anh em, nó là cái dòng thể thao của thằng Lenovo, đi theo cái series là ThinkPlus là dòng cao cấp anh em nhé. Logo ThinkPlus, và con này là mới cứng luôn, thiếu hộp thôi. Đấy, dây của nó được cải màu vàng này, rất là đẹp nhá. Cái phần của Hausen anh em nhìn này, của Hausen cũng có 500 hit nhá, 500 hit rồi đúng không. Móc tai này, móc giữa tai này, anh em mình sẽ móc vào cái phần vành tai của anh em mình nhá, để cái độ giữ tai nó được chắc chắn hơn. Tại vì tập thể dục, tập gym, tập giết chạy chứ cái thứ thì dễ bị rơi tai ra, thì cái này nó giữ cho anh em mình cố định ở tai luôn. Đấy, phần mút này khá là mềm. Chất âm này thì bao hay luôn, chất bát đập siêu căng anh em nhá, chất bát siêu căng, giải mít dày chép sáng. Nói chung con này thì gần như là không có gì để chê cả, chất âm quá ngon so với tầm tiền rồi anh em nhé. Sử dụng chân sạc micro USB, các cái phần nút bấm này đều được nổi hết này, làm nổi tất anh em nhé, làm nổi tất. Pin khá là bền, 8 tiếng. Nói chung là con này thì nghe ngon rồi,
Con này là hàng đẳng cấp, hôm trước thì là 450, thì hôm nay mình để cho anh em là 430.000 anh em nhé. Hoặc là anh em nào chuyển khoản 450 thì sẽ bao ship. Đấy. Hôm trước là 450 không bao ship thì hôm nay 450 bao ship đi. Mã này anh em nhé, đặc thù mã này bao ship thôi, tại vì còn một con cuối cùng mình sẽ thanh lý cho anh em. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là đống mỹ phẩm anh em nhé, đống mỹ phẩm. Đống mỹ phẩm ở đây thì xin thưa với anh em mình có hai cái hộp, gọi là hộp của thằng Dior. Anh em nhìn hai hộp thằng Dior. Rồi. Còn hai con massage anh em nhé, dòng gọi là massage mặt nạ, massage mặt thì phải, nói chung là mình cũng không tỉ lắm cái dòng này, Masquerade de massage này, mà nhưng riêng đồ mỹ phẩm của Dior nó là đẳng cấp rồi anh em nhé. Hàng này thì cam kết hàng xịn nguyên siêu luôn. Phú cảm anh cái. Nguyên siêu luôn anh em nhìn này. Đấy. Nguyên tem Dior anh em nhé, chưa bóc ra. Và những cái mã sản phẩm của Dior này, những sản phẩm mỹ phẩm này thì như anh em nhìn thấy này này. Đâu nhỉ? Tức là khi mà bóc hộp ra thì thời hạn sử dụng sẽ là 12 tháng anh em nhé. 12 tháng sau khi bóc hộp. Đây, chờ chút mình tìm cho nó cái tem. Nó ghi ở đâu? Đây này, anh em nhìn này, đây 12 tháng sau khi bóc hộp này. Đấy, này 12 tháng sau khi mở hộp này. Đấy. Con này thì dung tích là 50ml anh em nhá. Và giá hiện tại này, giá hiện tại bên kia này đang là 15.000 yên. Rơi vào 1.5 man, tính rơi vào khoảng tầm gần 4 củ anh em nhá, gần 4 củ cho nó này. Thấy chưa? Chai Dior này. Có Dior. Hàng toàn hàng cao cấp thôi. Tiếp đến là cái lọ này này, lọ này đắt hơn này anh em nhá. Lọ này đắt hơn. Lọ này thì có tất cả đều này của chuẩn của Pháp hết anh em nhá. Đây anh em này nhìn này. Made in France này, hàng Pháp này. Đấy. Đây, made in France hàng Pháp nhá. Đấy. Con này cũng vậy này. Con này cũng made in France. Đây, made in France hàng Pháp tất luôn. Nguyên siêu hết anh em nhá. Cũng nguyên siêu hết, chưa bóc luôn. Nghe chưa? Sau khi bóc và sử dụng, hạn sử dụng 12 tháng từ kể từ khi bóc hộp. Đấy. Thì hiện tại hai hộp này anh em nhá. Hai hộp này mình chỉ để cho anh em giá bằng một nửa so với cả giá tại store đang bán thôi. Hiện tại bây giờ hai hộp này mình để cho anh em là 4 củ anh em nhé. 2 củ trong một hộp. Hai hộp này 4 triệu. Được chưa? Anh em nào mua tặng chị em là mua tặng cái hàng này là ok này, tại vì hàng này là hàng mới tinh. Cái vỏ hộp do vận chuyển nó bị hơi xấu thôi, còn đâu là hàng mới tinh anh em nhé. Tiếp đến bên này là cái chai dưỡng thể của Dior này. Chai này chai Live Movie này, chai dưỡng thể buổi tối này. Đấy. Cái chai này thì hiện tại bên Nhật nó đang bán là 5.000 yên anh em nhé. 5.000 yên thì sẽ tương đương vào tầm củ hơn một triệu. Thì xin phép mình để cho anh em cái chai này thì cũng chỉ 700.000 thôi anh em nhá. 700.000 cho chai này. Đấy, chai dưỡng thể mới cứng luôn. Chị em nào mà dùng mỹ phẩm là nhìn đồ này sẽ biết là đồ xịn ngay nhá. Tiếp đến là chai nước hoa Boom anh em nhá. Boom. Hàng chính hãng nguyên bốc. À, tem Nhật chẳng chịt anh em nhá. Chính hãng nguyên bốc đây. Đấy. Mùi này thì khá là thơm. Mùi này nó gọi là các nốt hương, nó hương cỏ cây, và tiếp đến là các nốt hương khá là mát anh em nhá. Phù hợp với cả đi biển đi biết này. Đấy. Và chai này hiện tại bây giờ mình để cho anh em là 750 anh em nhé, 100ml. Chai này dùng khá là ít, chai này chắc là dùng được khoảng tầm chỗ này thì còn khoảng tầm 90, 92, 93ml. Đây là cái chỗ này nó cần nó cắm vào để nó chống anh em mình bị đụng một cái nút này xịt ra nhé. Rút này ra là xịt này anh em nhé. Đấy, cần này cần chống xịt trộm này. Đấy. Tiếp đến cuối cùng nó sẽ là chai nước hoa Versace, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Đây chai Versace. Đấy. Bright Crystal, nó là một trong số những cái dòng nước hoa khá là hiếm của thằng Versace mà sử dụng tất cả các loại hương hoa anh em nhé. Tất cả các loại hương hoa đều sử dụng trong con này. Và cốt hương hoa hồng là trong cái con này nó là nhiều nhất anh em ạ. Cái hương hoa hồng nó làm cho mình cái cảm giác tươi mới, phấn khởi, mà cái mùi nó nhẹ nhàng. Thế thành ra dùng được những chị em ít tuổi cũng dùng con này khá là ok. Dung tích con này thì sẽ là 90ml anh em nhé. Và made in Italy, dòng của Ý. Đấy. Khá là thơm anh em ạ, siêu thơm luôn. Cái mùi này thì xịt đêm, xịt hôm, các kiểu thoải mái. Đi chơi, đi dự tiệc, đi làm được hết anh em nhé. Và chai này hiện tại bây giờ mình để cho anh em với con Versace này 1.300.000 anh em nhé. 1.300.000. Chai này còn nắp này, nắp nó to, vĩ đại như một viên đá luôn anh em nhé. 1.300.000. Rồi, Sơn để cho anh ra đây. Tiếp đến thì hôm nay lại về được một con loa Wonder anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh Phú. Con loa Wonder này thì như mình vẫn giới thiệu với anh em, gần như về con nào thì sẽ cháy hàng con đấy luôn anh em ạ. Wonder nó là một trong số những cái thương hiệu hàng chính hãng anh em nhé. Được sản xuất theo cái form loa của thằng Marshall, và chất lượng như mình đánh giá cho Marshall thì nó chất lượng con này vượt tầm tiền luôn anh em ạ. Marshall nó đắt rồi, không bàn làm gì. 5, 6 triệu, 70 triệu.
Thì con này nó có hơn một củ thôi anh em ạ, nhưng mà chất âm của nó thì nói chung là 1810 so với ma sổ mình đánh giá thế, và mình không bị mang cái tiếng gọi là sử dụng hàng fake anh em nhá. Wonder nó là một cái thương hiệu loa đến từ Hồng Kông, anh em sẽ nhìn thấy đây phía sau đây Wonder nhá, hàng hãng luôn đây anh em. Đây, Design by Kingbo Technology Hồng Kông này, đấy đến từ Hồng Kông. Các cái thông số nó ghi rất là rõ ràng, có tem chống hàng giả thằng Wonder ở đây. Và con này là hàng xuất cho thị trường Nhật anh em nhá, xuất cho thị trường Nhật và mình mua từ Nhật về. Thu thôi phía sau này, quay sách bằng da toàn bộ anh em nhé, quay sách bằng da toàn bộ. Đấy, mặt trước này thiết kế giống form muscle, cái phần lưới nó khá là cổ điển anh em nhé. Chữ Wonder thì được viết gọi là uốn lượn đẹp. Bên trên này đây anh em xem nhé, nó có cần gạt này, on off này, tiếp đến là chân sạc tai si này, đấy các nút tùy chọn chức năng này, nick bài các kiểu trên này hết. Đây volume này, volume chủ anh em nhé, có thể cắm thẻ nhớ và nghe điện thoại trực, nghe nhạc trực tiếp để nhớ. Xin lỗi anh em, kết nối các thiết bị khác qua cái cáp có dây áo x, nghe chưa? Đấy. Và giá hiện tại con Wonder này thì mình xin phép để cho anh em giá bao nhiêu anh em. Con này được trang bị hai con loa hai bên này anh em nhé, tức là mỗi con 20W thì con này nó công suất của nó sẽ là 40W, chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 25m2 trở về. Và hiện tại giá con Wonder này mình đang để cho anh em giá chỉ có 1.600.000 anh em nhé, một củ 6. Đấy, hàng đây mình sẽ bật qua lây thử nhạc cho anh em nghe. Căng như Miss My Muscle. Đứng từ xa chờ em về, một mùi hương ngon mang tình đế, từng lần tóc từ môi em mong ngon, chỉ có lòng vui là thêm. Rồi ngày tháng nhanh trôi nhạt nhòa, quãng đường vắng còn ai với ta, nhìn vào mắt của nhau chưa bao buồn, anh nghĩ ta nên rời xa rồi. Thôi thì em hãy về nơi vắng hoa lửa, ok chưa anh em? Một con mà hiện tại giá cực kỳ tốt anh em nhé, giá chỉ có 1.600.000. Rồi, tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em, đây là một bộ siêu mini của thằng Victor anh em ạ. Một bộ siêu mini, và cái bộ này thì gọi khá là hot ở trên thị trường anh em nhé. Nó có phần mặt của nó khá là hay anh em xin nhìn đây này. Mặt của nó sẽ thiết kế trượt anh em ạ, thiết kế trượt đây. Ví dụ như CD anh em nhé, đấy, mặt nó sẽ trượt vát thế này, nó đẩy khay CD ra, được chưa? Cho CD vào mặt nó lại trượt xuống anh em nhé. Đấy, thì con này các chức năng của nó sẽ như sau, nó sẽ bao gồm chơi cassette này anh em này, đấy, cắt học cassette bên trên này nhá, chơi đĩa MD, anh em sẽ mở ra sẽ có khay đĩa MD ở đây, nghe chưa? Chơi đĩa CD ở bên dưới như mình vừa mở cho anh em rồi, kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX, và con này nó sẽ có cái bộ đèn RGB âm trong màn hình này, nó sáng khá là đẹp, anh em về có thể tùy chỉnh màu sắc và anh em tắt luôn nó đi cũng được anh em nhá, tùy anh em thôi, về muốn làm gì thì làm. Đấy. Phần KL anh em thì chỉnh bên trên này đấy, KL này, nút KL này anh em nhìn này, đúng không? Các phím tùy chọn ở hết bên trên này luôn anh em nhé. Volume ở đây luôn này, đấy, volume này, tăng giảm volume ở trên này luôn này. Đấy. Đây, KL anh em đổi màu thoải mái, đấy, màu xanh này, đỏ này, đỏ hơn này. Đấy, nó có nút chỉnh sâu màu cho anh em này, đấy. Ok chưa? Đấy. Mình để cái màu gọi là màu này, màu tím này, màu tím này là dành cho người sống nội tâm mà hay khóc thầm anh em nhé, để cái màu này trông cho nó đĩ đời tí. Cục dàn thì đánh rất là ok anh em nhé, đánh tốt cả những cặp loa bass 23, 22, 23 cm trở về. Nói chung là cục dàn của thằng Victor nó làm thì cái độ chi tiết về chất âm, con này thì không thiên về công suất quá lớn anh em ạ, mà con này nó thiên về cái giải equalizer, tức như anh em nhé, tức là cái phần bộ đệm trước ấy, nó làm rất là ngon nên thành ra phần tiếng ra độ chi tiết rất là cao anh em nhé. Cặp loa đánh được, cặp loa không quá lớn nhưng mà độ chi tiết của loa thì lại cực kỳ cao. Từ khi anh em đánh vào nó sẽ có một cái chất âm ra nó khá là nịnh tai anh em nhá. CD con này đọc rất là ngon này. Mình sẽ bao cho anh em CD chạy tốt, kết nối điện thoại, máy tính, TV ok. FM ở trên con này sẽ đủ 108 anh em nhá. Em sẽ dò được full đài Việt Nam. Ngoài ra thì tất nhiên là em sẽ full giải trên con này rồi, đúng không? Cấu hình loa con này sẽ bao gồm một con loa bass đường kính là 12 cm anh em nhá. Gân cao su zin, màng sẽ là màng carbon anh em nhìn này, màng carbon ngọc trai, dâu vảy. Đấy. Và con loa này nó là một trong số những con loa mình đánh giá là nó là live bass thôi, nhưng thực tế thì nó mình đánh giá nó là thuần toàn giải thì nhiều hơn anh em ạ. Bên trên này sẽ được bổ sung thêm một con gọi là con chép anh em nhá. Con chép giấy của thằng Victor, và cái phần này phần lời con chép giấy ra rất là hay. Thụt hơi mặt trước này. Đấy. Con này là một trong số những con rẻ tiền mà mình đánh giá là chất âm đẳng cấp luôn anh em nhá. Phía sau đây. Công suất con này thì sẽ là 20W một loa, phải chở khá là 4 ohm, một cặp sẽ 40W, và anh em sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm
30 mét vuông trở về thì con này đánh ok anh em nhá. Sử dụng dây nguồn số 8 này, và con này nó sẽ có kẹp anten 2 FM phục vụ nghe đài này, hỗ trợ kẹp loa trở kháng thấp nhất là 4 ohm anh em nhá, kết nối thiết bị bên ngoài qua đường aux. Công suất của cục dàn sẽ là 50W và điện nguyên bản là 100V. Ôi chưa anh em. Đấy. Và hiện tại mã dàn này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Mã dàn Victor gọi là 7 màu này, mình đang để cho anh em giá là 1.4 triệu anh em nhá. 1.400.000 cho con này. Chất âm bao hay cho anh em luôn. Riêng cái mã này bao hay cho anh em luôn. Ok chưa anh em? Mã dàn này thì giá rất là rẻ rồi anh em nhé, vượt tầm tiền 1.400.000 anh em ạ. Ok, tiếp đến đây sẽ là cái mã dàn số 02, một con dàn khá là ngon đến từ thương hiệu Bow anh em nhé. Con này là con Bow PLS 1210. Cái mã này thì khoảng tầm 3 năm trước hoặc 4 năm trước, một trong số những cái mã dàn siêu hot anh em ạ. Đến bây giờ thì nó cũng đỡ hot hơn rồi, nhưng mà về cái chất âm của nó thì nó vẫn là đẳng cấp anh em. Đồ Mỹ thì nó vẫn là đẳng cấp luôn. Đây anh em nhìn, hàng về. Nói chung là con này về thì cũng khá đẹp, có một vài vết xấu mình sẽ quay cho anh em luôn anh em nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái vết ở trên cái góc loa anh em thấy đây. Đấy. Và tiếp đến nó sẽ ở thân âm ly. Đấy, thân âm ly đây, những cái vết ở đây anh em nhá. Đấy. Cái vết xước thằng em sơn, nó đã gọi là với bàn tay gọi là tinh tế rồi, nó vuốt cho mấy đường ở đây thì nói chung là nó cũng đỡ xấu hơn rồi anh em nhá. Nói chung nó chỉ có hai vết đấy thôi, tất cả hầu như đều ở mặt sau, tất mặt trước vẫn đẹp anh em nhá. Mặt trước con này đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên thì con này như anh em nhìn thấy, nó là một trong số những series cao cấp của thằng Bow anh em nhá. Giá xuất xưởng con này khá là cao. Giá xuất xưởng của con này rơi vào khoảng tầm là bao nhiêu nhỉ? 7 bao nhiêu nhỉ? Hình như con này nó rơi vào khoảng tầm gần 60 củ thì phải anh em ạ. Cả bộ này anh em nhá. Cả bộ nhỏ nhỏ này thôi. Tính như tiền Việt là gần 60 củ, nó tính vào khoảng tầm 30 man Nhật. Cái thời điểm đấy thì phải, mình nhớ không nhầm, man Nhật là có mười mấy đâu. Thì nó rơi vào khoảng tầm, nói chung là gần 60 củ, tầm thế, ước lượng. Nói chung giá rất là cao anh em ạ. Gần 60 củ vào khoảng tầm 3.000 đô anh em nhé. Đây, cái phần nhôm mặt anh em nhìn nó rất là dày, anh em nhìn thấy không? Đấy, và nó được làm bằng màu vàng rất là đẹp anh em nhé. Nó được làm bằng cái mặt vàng chanh, thế là nhìn nó khá là sang trọng, đúng không? Đầu tiên về mặt âm ly, anh em sẽ nhìn thấy được hai phần đối xứng ở hai bên, nó khá là giống so với thằng những con âm ly của thằng Acouphony anh em nhá. Thiết kế, ngôn ngữ thiết kế thì tương tự kiểu vậy, và kể cả những cái lớp đây, những cái phần vân gỗ đây nó cũng đều là cái phần vân gỗ như kiểu gỗ nu anh em, kiểu nu ấy, tức là cũng được gọi là vân gỗ dòng cao cấp đi, nói đây vậy cũng được. Đây đây cũng vậy anh em nhá, vân gỗ cao cấp. Đấy. Con này thì xin thưa với anh em, hiện tại nó hoạt động hoàn hảo anh em nhá, hiện tại hoạt động hoàn hảo. Đấy. Đánh 4 con sò than dân dụng to anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Đây, mặt trên này mình sẽ nhìn thấy nhá, nó bọc đồng hết cả 4 con luôn. Đấy, 4 con sò to. Và con này đánh cực kỳ hay luôn. Nó có một bộ EQI tinh chỉnh riêng để sử dụng, anh em có thể đánh được nhiều cặp loa trên cái mã này anh em nhá. Ví dụ như cặp nó đang ghép này, nó một cặp Bow 121 thì nó sẽ gạt sang 121 để anh em đánh 121. Còn lại những cái mã khác thì 363 hay là cặp loa gian đùm, tức là sử dụng những cái cặp loa ở ngoài khác nữa thì anh em có thể gạt vào cái phần cần bên dưới cùng. Tí nữa mình sẽ quay phía sau chi tiết hơn cho anh em. Rồi, chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên là CD con này chạy rất là ngon anh em nhé. Dòng CD con này dòng chạy mắt Sanyer, à chạy mắt Philips, xin lỗi anh em. Chạy mắt Philips anh em nhé. Philips VAM 1210 hay 1211 gì đấy mình không nhớ lắm. Nói chung là nó là dòng chạy mắt Philips.
mà anh em đã biết rồi, nhưng mà CD của Philips nó rất là đắt anh em ạ. Siêu đắt luôn. Mà con này được trang bị mắt Philips thì anh em phải biết là nó đẳng cấp như thế nào, đúng không? Mặt trước này, cổng Line-in 1 cũng mạ vàng, cổng phone cũng được mạ vàng toàn bộ anh em nhá. Kết nối điện thoại máy tính trên tivi con này thì ra chất âm cực kỳ hay. Với những con âm ly của Bose thì anh em đã biết rồi, nhưng âm ly của châu Âu nó đánh đẳng cấp luôn anh em ạ. Và con này hiện tại bây giờ mình đang gạt sang cái cần để nó đánh một toàn giải này anh em nhá, 121. Cái loa toàn giải 121 này thì nó là một trong số những cái cặp loa kinh điển đi kèm với cả những cái mã dàn 1210, 1310, 1410, 1510. Nó đi kèm rất nhiều, thậm chí anh em mua về làm upsell được anh em nhá. Đấy. Loa bắc con này sẽ có đường kính là 13 cm, gân cao su zin này, màng giấy anh em nhá. Dâu vảnh và logo Bose sẽ được dập chìm ở đây. Logo Bose được dập chìm ở giữa luôn. Hai con loa đều được dập chìm hết logo Bose ở giữa anh em nhá. Thột hơi xẻ rãnh mặt trước nó sẽ tạo thành hộp ma trận cho anh em mình, và nói chung là cái chất âm của toàn giải của dòng châu Âu nó sẽ có một cái hơi hướng khá ấm tiếng. Anh em thể để loa dựng này cũng được, hoặc anh em để nằm loa ra cũng được luôn anh em nhá. Để nằm ra thì nó sẽ cao đúng tầm này. Đây phía sau. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhìn này. Đấy đúng không? Model 121 nhá. Công suất của con này thì sẽ là bao nhiêu đây? Công suất con này sẽ là 60W và trở kháng là 6 ohm. Một cặp của nó sẽ là 120W anh em nhá. Anh em sẽ chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40 m² trở về thôi. Những dòng này chơi tối ưu 40 m². Công suất của âm ly này sẽ là 85W điện nguyên bản 100V và lắp ráp tại Nhật anh em nhìn, assembly in Japan. Được chưa? Đấy. Có một cái nút công tắc nguồn phía sau nhé, hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn phụ phía sau, mắc công suất là 100W này, hỗ trợ kẹp loa trở kháng thấp nhất là 6 ohm này. Đấy, cái đường này nó cầu processor để phục vụ anh em lắn dây quay ở ngoài vào, hoặc anh em có thể sử dụng bộ mặc định dây quay trong máy anh em nhé. Cái phía sau này sẽ là chỉnh dây quay acoustic cho anh em mình này, giống như kiểu gọi là combo bát chép đấy, kiểu đấy. Đấy, một cái núm này là đảm nhiệm hết. Đây gạt cặp loa đây, 121 này hoặc 363 này. Đấy, hoặc X này, cặp này là cặp dàn đùm anh em nhé. Anh em thể cặp loa bên ngoài vào sẽ gạt xuống X này, nó sẽ có cho một cái tinh chỉnh EQ cao cấp hơn. Toàn bộ các cái rắc tín hiệu vào ra anh em nhé đều được mạ vàng toàn bộ. Đấy, rất là đẳng cấp đúng không? Cặp loa này anh em nhìn này. Đấy. Nói chung là con này thì không phải nghĩ rồi anh em ạ. Ngày xưa giá con này nó rơi vào khoảng tầm 10 mấy củ, còn bây giờ giá của nó sẽ tốt hơn rồi anh em nhé. Giá hiện tại con này mình đang để cho anh em cả bộ đây, giá vào 7 củ cho anh em ạ. 7 triệu tròn cho mã này anh em nhé. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Đây màn hình của dòng này thì anh em sẽ nhìn thấy như thế này. Nó luôn luôn như thế này anh em nhé. Con nào cũng vậy thôi. Màn của nó sẽ vẫn nhìn nét, bên ngoài nhìn nét, nhưng lên video quay vào nó sẽ nhìn nó hơi mờ một chút anh em nhé. Con nào cũng vậy. Đấy. Anh em thể xem những anh em khác giới thiệu trên mạng thì cũng sẽ thấy. Đây, CD con này thì mút cực kỳ nhanh rồi. Đấy. Chuẩn Mỹ mà giá cả combo 7 củ cho. Đấy, CD này hoạt động hoàn hảo cho anh em nữa. Nói chung giá con này quá tốt rồi anh em nhé. Tiếp đến bên này thì sẽ là một cái mã dàn LOD anh em ạ. LOD chính là Hitachi, và con này thì được Hitachi thuê toàn bộ Denon, nó làm tất cho con này, về chỉ việc đóng logo và là bán thôi anh em nhé. Nội thất Denon, kể cả từ loa đến cục dàn, tất cả mọi thứ đều bên trong đều là của thằng Denon hết. Đấy. Anh em nhìn thấy là mặt dàn là form, mặt nhôm rất là đẹp anh em nhé. Con này là con LOD M7 anh em ạ. Đấy. Mặt nhôm cực kỳ đẹp và trông form nó cứng cáp anh em nhé. Cứng cáp, riêng về tính thẩm mỹ của con này thì mình đánh giá khá là cao này. Đấy.
MD này đọc ghi tốt anh em nhé, rất là ngon. Và hộp MD sẽ dùng chung với hộp MD của thằng Denon, thế là nó rất là bền. CD con này thì CD con này mình nhớ không nhầm là chạy mắt 213 anh em ạ. 213 này cũng khá là bền anh em nhé, anh em dùng gọi là gần như là vĩnh viễn với thời gian luôn. Đấy. FM con này sẽ đủ 108, anh em sẽ dò được full đài Việt Nam. Nguyên cho anh em. Còn cục dàn sẽ đánh 4 con sò thang và anh em mình sẽ đá phang tốt được những cặp loa bass 25cm trở về luôn. Nói chung là con này nó là một trong số những con mà mình đánh giá là khá là hay anh em nhé. Riêng về chất âm nó còn một cái nút tăng âm bass này, SDR này phải. Đây, SRS này, nút này nút tăng bass thì phải, mình không nhớ không rõ lắm. Thôi cái đấy anh em về tự mò. Dò đài thứ trên mặt tất anh em nhé, dò đài ở trên mặt tất. Khá tiện đúng không? Cấu hình loa này sẽ được bao gồm một con loa bass đường kính là 11cm, gân lụa thẩm dầu anh em nhé, gân lụa thẩm dầu bền vĩnh viễn thời gian, màng giấy đây. Đấy, con này giống y hệt con loa của cặp loa M7 luôn anh em nhé. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm anh em ạ, đôm này là đôm của Denon luôn, mình phải khẳng định thế luôn. Bóc ra sẽ thấy anh em nhé, tháo ra sẽ thấy toàn bộ ốc mặt trước nó là ốc vít gọi là lục giác hết. Nói chung con này nó làm khá là đẹp anh em nhìn này, tổng thể ok không, đúng không? Phía sau thụt hơi này được trang bị một thụt hơi siêu to khổng lồ, tại vì mục đích của con này là nó làm nó muốn là nó nhiều bát hơn của thằng Denon bình thường anh em ạ, nên là nó làm thụt hơi rất to, chất âm ra sẽ căng hơn anh em nhé. Công suất là 50W và trở kháng sẽ là 6 ohm Hitachi để Tokyo Japan anh em thấy không? Toàn bộ cọc loa là cọc bắp chuối hết anh em nhé, cọc loa cọc bắp chuối toàn bộ này, cả hai bên. Công suất cục dàn sẽ là 55W điện nguyên mản 100V. Nhật nó rất cẩn thận, nó in cái tem 100V ở đây. Đấy. Hỗ trợ anh em kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, súp điện out này, kẹp kẹp line nào anh em nhé, line nào kết nối thiết bị bên ngoài vào này. Anten FM để phục vụ em nghe đài này, và như mình vừa bảo đấy, FM sẽ đủ 108 anh em nhé, đủ 108 anh em dò full đài Việt Nam, và không thể nào thiếu một cái cổng ở trên những con dàn cao cấp, đấy chính là cổng optical in để phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhé. Con này sẽ hỗ trợ quạt này, quạt vào phần công suất khá là mát. Đấy. Đấy, anh em về kẹp dây loa nhớ kẹp chắc vào nhé, đừng để tuột như thế, tuột như thế là nhiều lúc là cứ tương hỏng dàn, ok không? Hiện tại bộ dàn này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? LOD M7 mình đang để cho anh em giá chỉ có 2.300.000 anh em nhé, 2.300.000 cho mã này. Và riêng những cái mã Onkyo và Denon cùng tầm tiền thì không có tuổi để so luôn anh em nhé, không có tuổi để so với cái mã 2.300.000 này luôn. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này, bộ chơi cũng hay luôn. Mã dàn hay, con này thì đúng với kiểu là gọi là ngon bổ rẻ anh em ạ. 2.300.000 đủ tiêu chuẩn, ngon bổ rẻ anh em nhá. Tiếp theo mã dàn cuối cùng ngày hôm nay thì chính là con Denon MA3 anh em ạ. Một trong số những cái mã gọi là khá kinh điển của thằng Denon anh em nhá. Con này được sản xuất ra với form mặt mới anh em nhìn này, form mặt mới rất là đẹp nhá. Mặt nhôm toàn bộ và nhôm cực kỳ sáng. Cái form mặt nhìn nó sẽ trẻ trung hiện đại hơn so với form mặt cũ của thằng Denon. Con này thì sẽ có MD, vẫn còn khai MD anh em nhá. MD đọc ghi cực kỳ ok, và riêng MD của Denon cũng rất là bền anh em ạ. Nó rất là bền anh em nhé. Trình bát chép trực tiếp trên mặt được anh em này, super bát này, bát này, chép này, ok chưa? Đây là chế độ direct nhưng mà đi chuyên nghiệp anh em nhé. Tiếp đến FM và AM được tích hợp sẵn cho con này. Và FM AM con này sẽ đủ 108 anh em nhé. FM đủ 108, AM tất nhiên là full giải rồi. Đấy. CD thì chạy mắt 213, nó sẽ bền vĩnh viễn với thời gian luôn anh em nhé. Nói chung rất là bền anh em ạ. Dòng này rất là bền rồi. Giải mã 24 bit chuẩn ở trên con này thì cho chất tiếng khá là nịnh tai, vẫn sử dụng con chip PCM giải mã cao cấp anh em nhé. Một trong số những con PCM mà sẽ tương đương với cả những cái dòng PCM 1801
nói chung là đời cao rồi anh em ạ. Và sẽ có một cái cổng kết nối PC interface, anh em nhìn đây, tức là cổng kết nối máy tính sẽ nhận thành sao cạc rời anh em nhé, và sẽ tương đương những con sao cạc rời cao cấp. Với những anh em nào mà chơi nhạc lốt lét từ máy tính ấy, thì anh em mình có thể chơi con này về cắm vào máy tính nhé, từ Win 7 trở lên sẽ auto nhận driver anh em nhé, và anh em mình sẽ có một cái nguồn nhạc vô tận từ máy tính anh em mình cho ra, để cho những cái gọi là cái khả năng gọi là chơi nhạc của anh em mình nó lên cao hơn. Kể cả khi anh em cắm máy tính chơi nhạc MP3 ra nó cũng hay, thì anh em hay gần như CD luôn, nói chung là đẳng cấp lắm. Cấu hình loa thì sao? Con này được trang bị một con loa bát đường kính 12 cm, gân cao su zin, dòng gân béo anh em nhé. Gân béo này cho trải mid và bát rất là đầm tiếng này. Tiếp đến cái sợi carbon, con này sẽ được trang bị là sợi keva anh em nhé, không có đúng anh em ạ, không có đúng luôn. Đấy. Chất bát khá ok. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, và đôm này là dòng đôm từ đất hiếm, hay người ta gọi là từ neo đấy anh em. Từ neo, từ nó rất là bé và nhỏ mỏng nhưng mà cái độ hút nó cực kỳ cao, nên thành ra phần lời con này rất là ok. Nói chung con loa này thì mình đánh giá không có điểm chê, ngoại trừ một cái điểm về hình thức ở chỗ này em nhé. Đây hình thức đây, anh sẽ nhìn thấy này, nó bị cấn như này tí anh em nhé. Đấy, tổng thể cả bộ. Phía sau đây, thấy chưa? Công suất của loa thì sẽ là 50W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 100W anh em nhé. Chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 trở về. Công suất của cục dàn này sẽ là 55W điện nguyên bản 100V, nghe chưa? Xúc điện ao này, kẹp loa sẽ đánh loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Tiếp đến là kẹp antenna FM phục vụ nghe đài. Các đường line in lao đầy đủ em nhé, không thiếu bất kỳ một cổng nào trên con này luôn. Optical in và out phục vụ giải mã 24 bit, và theo đúng chuẩn PCM anh em nhỉ, đúng chuẩn PCM chưa? Đúng không? Nhiều em thắc mắc là sao tín hiệu in nó không có đỏ mà out mới có đỏ đây. Out đây anh em này, out mới đỏ chứ. Out nó mới cần truyền dẫn tín hiệu ra nó mới đỏ chứ. Còn in này chỉ là cổng đợi thôi anh em nhé. In này anh em mình bắt buộc phải cắm cái dây mà có tín hiệu đỏ vào cái cổng in này thì nó mới nhận anh em nhé. Đây là cổng USB. Cổng USB này thì nó sẽ như mình vừa nói ở vừa nãy đấy, thì nó sẽ cắm máy tính sẽ nhận thành sao cạc giờ anh em nhé. Anh em thích nghe nhạc máy tính thì chơi cổng này, đừng cắm cổng AUX nhé. AUX sẽ không hay bằng cổng này. Cổng này nó truyền tín hiệu số này. Rồi. Và bộ này bình thường sẽ là 3.300.000 anh em nhé. Nhưng mà hôm nay giá của ngày 30 tháng 4 này thì mình xin phép để cho anh em giá bộ này chỉ có 3 củ tròn thôi anh em ạ. 3 củ tròn cho mã này anh em nhá. Anh em nào chơi phát chốt ngay này. Vào lấy thử nhạc cho anh em nghe chất âm nhá. Ok chưa anh em? Nói chung là cái mã dàn này là mã dàn chốt hạ ngày hôm nay và với giá cực kỳ tốt luôn, trong một mã dàn Denon chỉ có 3 củ tròn anh em nhé. LOD giá là 2.300.000. Bộ dàn Bone PLS1210 mình đang để giá rất tốt anh em nhé, 7 triệu tròn cái mã này. Và cái mã số 01 là một bộ dàn khá là độc của thằng Victor. Con này thì mình xin phép để cho anh em 1.400.000. Và cái loa Bluetooth Wonder thì mình vừa báo giá ngay từ đầu rồi, 1.600.000 anh em nhé. Con này là hàng mới chưa qua sử dụng đâu, về thiếu bốc thôi, nó bên Nhật về anh em nhé. Có cái đống mỹ phẩm anh em nào mua tặng gọi là chị em thì nhớ ủng hộ mình anh em nhé. Toàn là mỹ phẩm xịn thôi, cam kết là xịn cho anh em luôn. Tại vì hàng nó theo cái công kiện hàng bên Nhật nó gửi về cho mình anh em nhé. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ. Mong là anh em sẽ luôn luôn theo dõi kênh để ủng hộ kênh của Audio 89 anh em nhé.